Dạ rồi, cho em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của chú Tiểu Hoa Viên 798 dạ. Thì video hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị ở trong Hoa Viên Nghĩa Trang, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương gồm có những công trình tâm linh như thế nào và phong thủy ra sao. Thì mời cô chú anh chị theo dõi video của em nha. Thì trước tiên cho em xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ cho kênh rất là nhiều. Đặc biệt là những anh chị đã vào kênh và nhắn chữ tham gia để ủng hộ cho chú Tiểu Hoa Viên dạ. Đó là một phần đóng góp rất lớn để cho em được phát triển kênh lớn mạnh hơn. Một lần nữa cho em xin cảm ơn đến tất cả cô chú anh chị dạ. Rồi thì trong video hôm nay thì trước tiên thì em sẽ nói về cổng chính nha. Thì ở ngoài cổng chính, ở ngoài mình đi vào thì gồm sẽ có 5 trụ ngũ hành, mỗi bên là 5 trụ thì đại diện cho 5 nguyên tố kim, mộc, hỏa, thủy, thổ. Đó là đại diện cho muôn vật đó dạ, vạn vật. Thì chính giữa là hình cầu tròn đặt trên hình vuông. Cầu tròn thì sẽ là tượng trưng cho trời, hình vuông sẽ tượng trưng cho đất. Được tượng trưng cho trời tròn, đất vuông và thiết âm dương. Dạ thì những anh chị đi tham quan á, thì mình có thể đi thẳng vào cổng chính này đi tham quan hoặc là đi viếng người thân, đi vào chụp hình đó. Nói chung là mình cứ đi vào thoải mái, là không có qua gì hết á, mình cứ đi tham quan và viếng người thân bình thường. Rồi mình qua cổng chính thì sẽ đụng một cây cầu gọi là cầu Thủy Long, thì được bắt qua một cái hồ. Một cái hồ này được ví như là một cái gọi là một con rồng lượn quanh vậy. Thì cái hồ nước có màu xanh ngọc, nhìn rất là đẹp. Đặc biệt là hai bên thành thì có điêu khắc 12 con giáp. 12 con giáp này thì sẽ là tượng trưng cho mỗi tính cách của một con người khác nhau. Cái cầu này ý nghĩa rất là lớn vậy. Còn ngoài ra khi mình đi qua cầu thì sẽ đụng ngay trước mắt của mình là một đường đại lộ Vĩnh Hằng. Tức là từ ngoài cổng phía thẳng vào phía trong. Thì cái đại lộ Vĩnh Hằng này cũng có một ý nghĩa rất là lớn, cũng ví như là một cái đường vào một cái cột sống của con người. Xong khi mình qua cây cầu Thủy Long thì bên tay phải của mình thì sẽ đụng một cái đền nhỏ. Đền này gọi là đền Trình. Thì đền Trình này thì khi mà được những vong hồn, xin lỗi dạ, những người đã mất sẽ đi vào đây và ghé và những cho những sư thầy để trình báo lên ông hoàng, tức là có hương linh mới được an nghỉ nơi đây. Và kế tiếp là đồi Si Tư. Và thì đồi Si Tư này là trên đỉnh đồi thì sẽ có bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát được hướng ra cổng chính của Hoa Viên Nghĩa Trang, thì cũng là nằm kế bên đền Trình luôn dạ. Và thì với hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát này thì được cầm một bên là tích trượng và một bên là ngọc như ý. Thì bên tích trượng có tượng trưng là cũng như là mình để mở cửa địa ngục, và ngọc như ý là để soi sáng đường. Ngọc như ý này cũng được là xua tan bóng đêm. Thì cái hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát này tượng trưng cho những cái gọi là những cái vong linh được mắc á, được an nghỉ nơi đây thì sẽ được tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát để giải thoát chốn địa ngục. Và kế tiếp đó là một cái đài sen. Dạ thì đài sen này nằm giữa trung tâm đại lộ Vĩnh Hằng khi mình bước từ ngoài cổng chính vào, còn cũng được gọi là Vĩnh Hằng Đài. Phía bên trái Vĩnh Hằng Đài, nơi có tượng Hải Thượng Lãn Ông, Lương Y Lê Hữu Trác. Tượng cao 9 mét với gương mặt phúc hậu đứng trên đỉnh đồi vọng nguyệt, bên cạnh một khu vườn thuốc nam đặc trưng của Việt Nam. Hải Thượng Lãn Ông là hiện thân của một nhân cách lớn về tấm lòng cương trực, chí khí thanh cao, không màng công danh phú quý, có lòng tự trọng, không tự cao tự đại, luôn tôn trọng giúp đỡ đồng nghiệp. Ông là một tấm gương mẫu mực cho thuật đối nhân xử thế. Một số công trình khác cũng không kém phần ý nghĩa như Hồ Trụ Long Khóa Hải được xây dựng bằng hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cưỡi rồng đứng trên bể khổ của chúng sinh. Bồ Tát Quan Thế Âm với hạnh nguyện luôn lắng nghe khắp thế gian để cứu độ chúng sinh
Ngài luôn thị hiện ở trên biển để cứu vớt chúng sinh mỗi khi chúng sinh gặp nạn. Trung tâm của Trục Thần Đạo là một linh hoa tuệ đàn được xây dựng đồ sộ uy nghi. Đây là một quần thể kiến trúc tâm linh độc đáo, thể hiện đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam, gồm 5 tòa giả sơn cao ốc, vừa tượng trưng ngũ hành, vừa đại diện tứ linh, Long, Lân, Quy, Phụng. Hai bên là cung nghinh Phật Tổ. Trung tâm vách núi là bức phù điêu, ẩn hiện hình của Đức Phật Thích Ca nhìn về phía trước phổ độ chúng sinh. Đồng thời trên cao cũng được thiết kế một tháp chuông. Và mỗi khi tiếng chuông ngân lên, cũng phần nào làm ấm lòng các hương hồn nơi đây. Trung tâm của linh hoa tuệ đàn là một sân trời lớn. Chính giữa là vòng luân xa, mang hình ngọn lửa, giữ ấm cho vùng đất nơi này. Đây cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa tâm linh lớn hàng năm như tế trời vào dịp năm mới, đại lễ cầu siêu Tiết Thanh Minh, lễ Vu Lan báo hiếu, trai đàn cầu siêu, hay các buổi giao lưu của các tổ chức hội đoàn, các tổ chức văn hóa xã hội. Linh hoa tuệ đàn còn có nhiều công năng như phòng lưu giữ và trưng bày kỷ vật của các văn nghệ sĩ, nhân vật của công chúng đang an nghỉ nơi đây, phòng tổ chức hội nghị, chiếu phim, phòng hành đạo dành cho những người có tâm hồn hướng theo các tôn giáo mà mình tín ngưỡng, phòng lưu giữ cho cốt cao cấp, được thiết kế trang nghiêm, sang trọng. Nằm trên trục đại lộ Vĩnh Hằng, tại những vòng xoay cũng được bố trí các công trình như tượng Phật Di Lặc mang ý nghĩa luôn vui cười, hạnh phúc, hóa giải những muộn phiền giận dữ hay ưu tư. Ngoài ra cuối trục đường còn có tượng đài Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, tức Phật nghìn mắt nghìn tai, tượng trưng cho sự nhẫn nhịn, lòng từ bi, tình yêu thương trải khắp nhân gian. Tượng được đặt trên bệ cao, được bố trí như hình bát quái, mặt nhìn về hướng minh đường của hoa viên, ý nói lên phương vị của Phật trời và hội đủ các tú khí về môi trường thuận lợi nơi đây. Ngoài ra còn nhiều công trình khác không nằm trên trục thần đạo nhưng cũng có rất nhiều ý nghĩa và được xây dựng công phu hoành tráng.